Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 8 chỗ ngồi quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Innova. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở Toyota Innova nó có những cái phiên bản 7 chỗ, phiên bản 8 chỗ, phiên bản V, phiên bản E. Ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Innova ở cái phiên bản 2.0E các bạn nhé, số sàn các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này thì mới lăn bánh được có 6.3 km thôi các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là cái đồng hồ công tơ mét là chuẩn, chúng tôi không tua nhé. 6.3 chuẩn, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn các bạn ạ. Có thể nói đây là một chiếc xe cực kỳ hiếm có tại thị trường Việt Nam lúc này. Tại vì những chiếc xe Toyota Innova sinh ra phần lớn là để chạy dịch vụ, để chạy cho các công ty, chạy rất nhiều. Nhưng chiếc xe này là chạy gia đình các bạn nhé. Chỉ có 6.3 km chuẩn thôi các bạn nhé. Full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng. Và chiếc xe này tôi khẳng định với quý vị các bạn, đi tìm ở tại thị trường Việt Nam lúc này rất là hiếm. Vì từ 2018 đến nay là 5 năm sử dụng mà mới có 6.3 km thôi các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này là màu đồng ánh kim, rất là đẹp rồi các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Innova E 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Innova 2018 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Innova E sản xuất năm 2018 này các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn bên ngoài, phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé.
Chiếc xe này là màu đồng ánh kim, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Và nước sơn zin nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều các bạn nhá. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, cho nên là nhìn rất là mới các bạn nhá. Đấy, cơ bản là chiếc xe này chạy ít và chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì nhiều, chưa có bị xước sát gì nhiều. Trên là nó vẫn rất là đẹp như này đi các bạn này. Nhìn về cái nước sơn bên ngoài rất là bóng luôn các bạn nhá. Đây là cái phần sườn bên lái quý vị bạn thấy đấy ạ. Những cái nền từ cánh cửa này, hông này, tai này, ba đời sốc trước này đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đây là cái phần bên phụ, đây là phần sườn bên phụ đây các bạn này, cũng đều rất là mới luôn các bạn ạ. Rất là đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp luôn này. Nhìn về phần đầu của chiếc xe quý bạn thấy đây ạ, toàn bộ mặt ca lăng, logo, lưới tản nhiệt nẹp này đều rất là mới luôn các bạn nhá. Đây, từ những cái cụm đèn pha chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này, rất là mới, rất là đẹp. Phía bên dưới là cái cụm đèn gầm đấy, và xi nhan đều rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì quý bạn nhá. Đấy, cụm đèn pha này, đèn gầm này đều rất là mới luôn các bạn ạ. Gương chiếu hậu thì cũng đã được là gập điện tích hợp xi nhan trên gương các bạn nhá. Ốp chrome đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nhìn tổng thể bên ngoài thì chiếc xe Innova này rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhá. Đấy, từ những cái nhìn đằng sau, bên trên thì xe cũng đã được trang bị đuôi gió này, đèn phanh trên cao. Đấy, đèn phanh trên cao này. Toàn bộ nhìn từ phía sau này thì các bạn thấy đây ạ, tất cả từ những cái logo, những cái nẹp chrome, rồi cụm đèn hậu này đều rất mới luôn các bạn nhá. Một chiếc xe phải chạy ít và chủ xe lại giữ gìn nó mới mới, mới đẹp được như này các bạn ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất mới như này. Không những còn nguyên bản và còn rất mới và đẹp. Đấy, xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi rồi các bạn này. Đấy, cảm biến lùi rồi các bạn nhá. Nhìn về những cái phần ba đờ sốc sau này cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là mới rất là đều các bạn ạ. Một chiếc xe này đều xe đấy ạ. Đấy, đều xe. Và cái phần lốp thì thưa với quý bạn này, chiếc xe này là dàn lốp này từ năm 2018 luôn các bạn này. Đấy, lốp là từ năm 2018 luôn, cả dàn luôn các bạn nhé. Cả một dàn lốp này từ năm 2018 luôn này. Đấy, cả một dàn lốp từ 2018 luôn. Đấy, quý vị bạn xem đây ạ. Cả dàn lốp đều từ năm 2018 này. Đấy, và còn rất dày như này đây quý bạn này. Đấy, dàn lốp. Dàn lốp này là chạy chuẩn 6.3 các bạn nhá. Đấy, dàn lốp 6.3 và từ năm 2018 đây các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Lốp sơ cua cũng chỉ mới hạ có rất ít thôi các bạn này. Lốp sơ cua cũng còn gần như là mới. Đấy, lốp sơ cua này cũng còn gần như là mới luôn các bạn nhé. Và đây, phần gầm các bạn xem đây. Một chiếc xe vừa chạy ít và cái thứ hai nữa là chạy ở Hà Nội. Đấy, chạy ở đường Hà Nội, cho nên là cái gầm rất là mới này. Không có bị xước sát, cũng không có bị rỉ sét gì cả các bạn nhé. Đấy, có phải nói là một chiếc xe này là rất là hiếm các bạn nhé. Đẹp luôn cả từ những cái phần gầm này các bạn xem đây ạ. Đấy, chúng tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ đi để cho quý vị các bạn thấy được là một chiếc xe nó còn rất là mới này. Sassi này. Đấy, lòng dè bên trong các bạn xem này, một chiếc xe này khá là mới các bạn nhá. Đấy, tôi quay rất chi tiết cho các bạn xem này. Chiếc xe này là gầm cũng tương đối là cao cho nên là tôi quay được dưới gầm. Đấy, mới tinh luôn các bạn này. Có thể nói là một chiếc xe đẹp hiếm có tại thị trường Việt Nam lúc này các bạn nhá. Đấy, trong những hốc lốp này. Đấy, trong những cái cua lốp, hốc lốp này cũng đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đây, những cái phần gầm đây ạ. Đấy, phải nói là một chiếc xe này hiếm có luôn đấy ạ, mới như này đấy ạ. Thước lái này. Đấy, chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi và quay rất chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Đấy, những cái phần gầm như này đây, có thể nói là một chiếc xe rất là hiếm có đấy ạ. Đẹp, mới như này đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái nội thất bên trong, cũng như là táp bi, keo chỉ, cánh cửa. Bên ngoài nước sơn zin còn rất là nhiều các bạn ạ, cho nên là bên trong này cũng còn zin là cái chuyện đương nhiên rồi. Đây là cái phần keo chỉ của cánh cửa trước bên lái này.
keo chỉ là chúng tôi cũng cam kết với quý vị các bạn là chưa có bị đâm đụng hay là va chạm gì cả các bạn nhé. Và đặc biệt là chủ xe này rất là cẩn thận, các bạn xem đây ạ, dán cả chống xước ở đây rồi. Đây, cái dán này là dán giả carbon nhé. Bây giờ bóc cái này ra là rất mới luôn. Đấy, toàn bộ những cái tabi này cũng đều được chủ xe dán này, chống xước này, dán cả ni lông chống xước, các bạn thấy đây ạ. Phải nói là chủ xe rất là giữ gìn, cẩn thận các bạn nhé. Đấy, và full lịch sử bảo hành bảo dưỡng đây ạ. Những cái phiếu nhắc của TOTA vẫn còn nguyên đây này. Đấy, toàn sửa chữa bảo dưỡng ở trong TOTA thôi các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe khá là đẹp luôn các bạn nhé. Đẹp và chủ xe lại cẩn thận, làm việc bảo hành bảo dưỡng toàn bộ ở trong hãng luôn các bạn ạ. Tất cả còn rất là mới này. Cái phần trần thì các bạn thấy đấy ạ. Trần thì là chủ xe bọc ni lông nhá. Bây giờ chúng ta bóc cái ni lông này ra là bên trong mới lắm luôn đấy ạ. Đấy, nội thất da nguyên bản được kết hợp giữa hai màu, màu vàng và màu đen nguyên bản của xe các bạn này. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận, dán ni lông khắp nơi này. Dán này là dán chống xước đấy ạ. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, sản xuất tại Vĩnh Phúc luôn ạ. TOTA Vĩnh Phúc, sản xuất tại Việt Nam các bạn nhé. Rất là mới này, tất cả những cái ốc này các bạn xem này, đều mới nguyên luôn các bạn, ốc bản lề cánh cửa đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Dưới sàn da, đã lót sàn da rồi các bạn này. Một chiếc xe này khá hiếm đấy ạ, rất đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Keo chỉ cánh cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin hết này. Đấy, tabi này, tất cả đều được dán như này đây các bạn này. Thấy chủ xe rất là cẩn thận không ạ? Bậc cửa thì ốp inox này. Bậc cửa ốp inox này, trải sàn da này. Đấy, rất đẹp này, nội thất phía sau này đều mới luôn các bạn nhé, tất cả đều rất là mới này. TOTA thì có dàn điều hòa bên trên này rồi cho hàng ghế ngồi phía sau này. Tất cả đây các bạn xem này, đều được dán ni lông chống xước. Đây, dưới còn dán ni lông này. Một chiếc xe này phải nói là chủ xe rất là cẩn thận các bạn nhé. Dán chống xước khắp nơi. Cho nên là chiếc xe này không khác thì một chiếc xe mới đâu các bạn ạ. Mới lăn bánh hơn 6 vạn thôi. Nhưng mà chủ xe cẩn thận. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ bật cái chìa khóa điện lên để cho quý vị và các bạn xem cái đồng hồ nhé. Bây giờ tôi sẽ bật chìa khóa điện. Đấy, chìa khóa điện thì tôi đã bật rồi. Nguyên bản của xe đây, đã có đầu DVD, màn hình rồi các bạn này. Màn hình TOTA này, đầu DVD này. Đồng hồ công tơ mét đây, thưa quý bạn này. Đồng hồ này là chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ chuẩn nhá. 6 vạn 3 chuẩn đấy ạ. Vô lăng, tích hợp các phím điều khiển này. Toàn bộ từ tab bi cánh cửa này, cho đến tab lô này. Phải nói là rất mới luôn các bạn nhé. Đây, quý vị các bạn xem cái đồng hồ này 6 vạn 3 xong lại phải xem lại vô lăng, xem có mòn hay không, có bị xước sát nhiều hay không. Đấy, vô lăng này, xong đến cần số này. Những cái mà chúng ta sử dụng nhiều nhất ở trên chiếc xe ô tô khi bước lên xe là sử dụng ghế là một này, vô lăng cần số này. Sau đó đến tay phanh đều mới như này đây các bạn này. Đấy, tôi khẳng định với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì hiếm có trên thị trường nhé. Phần nhựa này rất là mới luôn các bạn này. Đấy, những cái phần nhựa này. Còn phần nỉ trần này thì bóc cái ni lông này ra thì nó lại mới tinh rồi các bạn ạ. Cho nên là quý vị các bạn yên tâm luôn về chất lượng của một chiếc xe 2018 mà tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn nhé. Rất là đẹp và hiếm có đấy ạ. Bây giờ thì tôi lại tiếp tục ra ngoài giới thiệu cho quý vị bạn những cái phần còn lại của chiếc xe. Đấy, và bây giờ tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Mua xe cũ chúng ta xem kỹ về phần đầu và phần đuôi của chiếc xe. Đây là cái phần cửa sau của chiếc xe các bạn nhé, còn gọi là cốp sau. Đây là cái hộp đồ nghề của tôi thôi. Đây, cái này là cái phủ táp lô mà chủ xe bọc rất là cẩn thận trên táp lô đấy. Tôi quay thì tôi bỏ ra nhé. Cái này là cái phủ táp lô. Đấy, toàn bộ từ những cái ốc cửa sau này còn nguyên bản này, keo chỉ cũng còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Đấy, ốc keo chỉ nguyên. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, keo chỉ này còn nguyên luôn. Đấy, keo chỉ là còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Đằng sau này cũng được bọc da đây các bạn này. Bọc da rất là sạch sẽ. Và hàng ghế ngồi phía sau này thì các bạn thấy đấy ạ. Đằng sau này thì ít người ngồi, cho nên là cái hàng ghế sau này còn mới tinh luôn các bạn nhé. Đấy, đằng hàng ghế sau này còn mới tinh luôn các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe 2018 đẹp, hiếm có, khó tìm đấy ạ. Bản 2.0e. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị và các bạn cùng xem.
cũng giống như những cánh cửa kia thôi, keo chỉ là còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Tabi thì được bọc ni lông rất là kỹ rồi, toàn bộ từ trên xuống dưới đều bọc dán ni lông. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận luôn các bạn nhé. Tabi rất mới luôn ạ. Bậc cửa thì ốp inox chống xước này, trải sàn da này. Đấy, khá là đẹp luôn ạ. Chúng ta, tôi khẳng định với quý bạn là một chiếc xe này là có thể nói là hiếm có, khó tìm đấy ạ. Tìm không được những chiếc xe nào đẹp như này đâu. Vì là chúng tôi mua bán rất là nhiều xe, nhưng để kiếm được một chiếc xe đẹp thì không có nhiều đâu ạ. Đấy, rất mới luôn các bạn nhé. Và đây là cái táp bi cánh cửa trước bên phụ các bạn nhé. Toàn bộ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa này còn nguyên zin hết luôn này. Đấy, và táp bi cánh cửa này cũng giống như ba cánh cửa kia thôi, đều được dán carbon, giả carbon để chống xước này. Bên dưới này dán chống xước này. Bậc cửa ốp inox này. Đấy, và tất cả đây các bạn xem, từ những cái ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên zin hết, chưa có một cái vết tháo các bạn nhé. Còn nguyên zin và còn rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, tất cả những cái ốc bản lề cánh cửa này nguyên zin này. Nhìn từ bên ngoài các bạn thấy đây ạ, từ những cái táp bi cánh cửa này cho lên bước vào nhìn cái bộ ghế da, ghế bên phụ này các bạn thấy đây ạ, chưa có bị xước sát gì đâu, chưa có bị móp lún như này. Chạy nhiều hay chạy ít chúng ta nhìn vào đây này, cái này nó sẽ bị móp, ngồi nhiều là bị móp này. Đấy, toàn bộ ghế da này đều rất là mới này. Sau đó chúng ta sẽ nhìn theo vào xeo vào những cái vô lăng, cần số này. Đấy, cần số này, số vẫn còn nét căng luôn như này này, chưa có mòn gì đâu nhá. Nhiều xe là bóng đi rồi ạ, chạy nhiều nó sẽ bóng cái cần số này này. Tay phanh nữa này. Đấy, và đầu DVD màn hình. Đấy, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô đều rất là mới các bạn nhá. Có thể nói là mới đều của một chiếc xe đấy ạ. Đấy, đi mua xe là chúng ta phải xem như này là chúng ta đã thấy thích rồi các bạn nhá. Toàn bộ về cái phần ngoại thất và nội thất gầm đều rất mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Innova phiên bản 2.0e này là một cái khối động cơ xăng đua VVTi nạp xả thông minh, tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Đấy, rất tiết kiệm nhiên liệu, với động cơ dung tích 2.0 lít kết hợp với hộp số tay các bạn nhé. Hộp số tay các bạn ạ. Đấy, và chúng tôi muốn, điều mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ở chiếc xe này về phần động cơ này, đó chính là nó còn nguyên bản này. Không những nó còn nguyên bản và còn rất mới các bạn nha. Đấy, tất cả những con ốc các bạn xem này này, tôi quay rất chi tiết cho các bạn xem nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra ở cái khoang động cơ này các bạn nhé. Đấy, tất cả này, những con ốc này, từ ốc chân máy cho đến những cái ốc chân máy dưới kia kìa. Đấy, các bạn xem những cái ốc chân máy dưới này này. Đấy, cho đến những cái ốc cổ xả này, ốc mặt máy doang dàn cò này còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Nguyên bản là nó còn đương nhiên thôi, vì chiếc xe này mới lăn bánh có 6.3 km thôi các bạn nhé. Không những nó còn nguyên bản mà nó lại còn rất là mới cơ, rất là đẹp cơ các bạn nhé. Đấy, tất cả những con ốc này các bạn xem, một chiếc xe còn nguyên bản còn đẹp như này đấy, tất cả những con ốc còn đều được đánh dấu sơn của nhà sản xuất này. Và xem xe ở những cái phần đầu chúng ta phải xem kỹ hơn, và đặc biệt ở những chiếc xe Toyota này thì chúng ta xem rất kỹ các bạn này, vì nó thoáng này, nhìn xuống tận bên dưới kia luôn này, nhìn tới tận sắt xi đầu luôn các bạn này. Đâm đụng hay là va chạm hay là thay rồi sửa chữa rồi chúng ta đều nhìn rất rõ luôn các bạn nhá. Đấy, riêng chiếc xe Toyota thì chiếc xe nào cũng vậy, đầu phần đầu rất là thoáng này. Đấy, nhìn thấy hết luôn nếu bị đâm đụng hay là va chạm. Nhưng chiếc xe này các bạn thấy đấy ạ, nó rất là mới này, từ những cái xương đầu này, sắt xi bên dưới này đều rất là mới này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhá. Đấy, tôi quay rất chi tiết như này đây, một chiếc xe rất mới các bạn nhá, 2018. Nhưng nếu xem về cái động cơ này thì các bạn xem đây ạ, tôi khẳng định với quý bạn là những chiếc xe, có những chiếc xe 2020 kể cả là 2021, 22 chưa chắc đã đẹp bằng chiếc xe này ạ. Đấy, vì với những một chiếc xe dịch vụ một năm có thể chạy đến 10 vạn các bạn ạ. Đấy, cho nên là chỉ những chiếc xe 22, nhiều xe chưa chắc đã đẹp bằng chiếc xe 2018 này đâu. Đấy, và tất cả từ ốc này, từ những cái ốc chân cabo này. Đấy, ốc này còn nguyên hết này, đây là ốc tai, ốc cabo này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu các bạn ạ. Đấy, tôi quay kỹ này, keo chỉ cabo. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên hết này. Đấy, keo chỉ còn nguyên này,
Đấy, các bạn xem kỹ này. Chưa có một cái dấu hiệu gò hàn động chạm gì vào đây các bạn nhé. Tem này, còn nguyên zin này. Đấy. Còn nguyên hết luôn các bạn ạ. Rất là đẹp này. Tất cả những con ốc này là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0e, số sàn, sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 6.3 km các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Innova 2.0e 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.